Ngày 9 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Ngọc Quý, 24 tuổi, Bùi Ngọc Thanh, 33 tuổi và Vương Huỳnh Phúc, 19 tuổi, cùng trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Khoảng tháng 2 năm 2023, Quý từ Thanh Hóa vào tỉnh Đắk Nông thuê trọ ở và hoạt động tín dụng đen. Quý thuê thêm Phúc và Thanh làm cùng. Tính từ tháng 3 năm 2023 đến ngày bị bắt, Lê Ngọc Quý và đồng bọn đã cho khoảng 100 người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông vay. Quý lập tài khoản Facebook chạy quảng cáo với nội dung vay không cần tài sản thế chấp cho những người có nhu cầu vay từ 5 triệu đồng đến 30 triệu đồng một người bằng hình thức trả góp cả gốc và lãi theo ngày với lãi suất từ 451% một năm đến 556% một năm. Bên cạnh đó, các đối tượng thu phí hồ sơ, xăng xe, tiền điện thoại từ 300.000 đến 1,2 triệu đồng. Bước đầu, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Gia Nghĩa đã xác minh và làm việc với 6 người vay với số tiền 660 triệu đồng. Qua đó, Lê Ngọc Quý và đồng bọn thu lợi bất chính trên 161 triệu đồng.